Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Thanh Hậu đang ngồi trên chiếc xe rất là đặc biệt luôn đó mọi người. Nếu mọi người mà đã theo dõi game show Cho Phép Được Yêu tập 18 mùa năm thì mọi người biết ai là nhân vật đang chở mình đi chơi. Đó, từ lúc mà quay game show xong tới bây giờ thì công việc của mình và bạn Vân Anh rất là bận, nên hôm nay mới được có cơ hội mà được bạn Vân Anh chở mình đi chơi buổi sáng ngày hôm nay luôn. Đó, mọi người thấy không? Đây là con đường của đường Điện Biên Phủ nè. À, đây là bạn Vân Anh. Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ cùng Thanh Hậu là hai đứa mình sẽ đi ăn sáng. Thì tiện thể mình ghé qua xung quanh đây một tí nha anh Hậu. Rồi ok dạ. Em có một ít công việc ở bên đó rồi mình sẽ đi. Đó, trước khi mình đi chơi mình phải giải quyết công việc xong hết đi rồi mình đi chơi cho nó thoải mái. Chứ để mất công ảnh hưởng tới công việc nữa, mà mất công đổ lỗi cho thằng Hậu nữa. Mà hôm nay nhìn trời cũng đẹp quá anh ha. Đúng rồi. Chỗ làm việc em luôn. Dạ đúng rồi ạ. Anh có cho người đợi em tí nha. Trời ơi, xe quá trời đẹp luôn. Em rồi. Ok em. Thì em cứ đi giải quyết công việc của em đi. Dạ. Để chút em đi lấy nước cho mình nha. Em mời anh uống nước. Cảm ơn. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ cũng được nửa năm rồi anh. Ở đây quá trời xe đẹp luôn. Hiện tại thì bên Superman có các dòng đường sedan, crossover với SUV thì rất phù hợp cho mình lựa chọn. Quá trời xe. Không biết công việc của anh hiện tại như thế nào? Nói chung là công việc vẫn bình thường, vẫn ổn, vẫn đi làm đều đều. Mà em thấy anh hay đi tỉnh quá à? Đi tỉnh tại vì anh thường đi tỉnh sẵn rồi kết hợp rồi đi trải nghiệm cuộc sống của dân địa phương luôn, anh thích đi tỉnh lắm. Tại vì mình đi tỉnh mình học hỏi được nhiều cái của dân địa phương đó đó nên. Anh có về Hậu Giang không? Có, anh cũng hay chịu khó đi mấy cái tỉnh miền Tây lắm. Tại đi miền Tây vui lắm. Tại vì bà con miền Tây đa số là dễ thương, dễ gần lắm. Thích đi diễn miền Tây. Ba mẹ anh vẫn khỏe hả? Ba mẹ anh vẫn khỏe. Ôi, xe này quá trời chiếc đẹp luôn. Thôi anh chạy một chút nha. Em cứ đi công việc đi. Ok. Đó mọi người, quá trời chiếc xe đẹp luôn mọi người. Để mình kiếm cái xe nào hợp lý. Chiếc này là chiếc ở ngoài. Chiếc này là chiếc ở ngoài nè mọi người. Để mình dẫn mọi người đi vòng vòng mà coi coi. Trong quá trình mình đợi bạn Phương Anh thì mình sẽ đi tham khảo cái dòng xe đẹp đẹp. Đó mọi người. Em là em thích mấy cái màu nổi như vậy nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây đây là xe 5 chỗ. Đây là xe 5 chỗ mà gọn với mọi người. Mình sẽ đi vòng vòng ngắm nghía những chiếc xe cute như thế này. Đẹp rồi. Biết chừng nào mới có tiền mua được chiếc giống vậy nữa mọi người. Đó mọi người, cái xe đẹp không? Để mình ra mình ngồi mình đợi bạn Vân Anh đi. Ủa vậy hả? Dạ. Anh đang định hỏi em về chiếc xe này mà, tại vì anh định cũng đang mua chiếc 7 chỗ. Anh tin ý quá. Đây là chiếc New Santa Fe 2021. Dạ, phiên bản mới nhất hiện tại của Hyundai. Cũng như anh thấy đó. Thì xe này là xe 7 chỗ rất thích hợp để anh đi tỉnh nè. Thì hiện tại là đang có 6 phiên bản xăng dầu từ tiêu chuẩn đặc biệt cho tới cao cấp. Còn mà mình đang thấy hiện tại là đang có màu đỏ đô. Và nó là bản xăng đặc biệt đó anh. Tại vì anh sắp tới vô mùa mưa nên anh cũng đang định kiếm chiếc rộng rộng để đối chở mấy bạn. Đối diện mình là phiên bản tiền nhiệm của New Santa Fe 2021. Thì đây là phiên bản mới thì nó có vẻ bắt mắt hơn. Với đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ T nè. Dạ. Có thiết kế định vị, bên cạnh đó là lưới tản nhiệt rất là thân quen. Hình lục giác của nhà họ Hyundai kèm thêm logo nhỏ ở phía trước á. Thì hiện tại là nó có vẻ như là tạo một cái diện mạo trưởng thành hơn so với phiên bản cũ. Do nó là lưới tản nhiệt hạng nhiệt mở rộng hơn anh. Tại vì anh thì thích mấy cái mẫu mà rộng rãi, bự, nội thất đẹp. Tại vì thường anh đi tỉnh thì hay chở nhiều mấy bạn đi theo để làm việc luôn. Để em lấy chìa khóa cho mình trải nghiệm nha. Rồi ok.
Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy chiếc 7 chỗ mà ở trong nó gọn gàng ghê mọi người. Ở ngoài thì nhìn mạnh mẽ, còn ở trong mà thấy nội thất cũng đẹp lắm. Nãy giờ mình cũng đi đi nó hoài à, mà chưa biết là cái giá cả như thế nào. Anh có chú ý hình bánh xeo la răng của nó là 19 inch đó anh, bán rất là lớn à. Và hiện tại là đang có hệ thống áp suất lốp á. Dạ. Và bên cạnh đó là nó còn có hệ thống chống bóng phanh ABS à. Hình ngôi sao thiết kế rất là đẹp mắt anh thấy không nè. Và bên này nữa thì hiện tại là ống xả của nó là ống xả được thiết kế rất là tinh tế nhất. Dạ, ở bên trong anh nó có một cái tích dấu. Dạ đúng rồi, thiết kế dấu ở bên trong rồi. Và đây là chìa khóa của chúng ta nè, có 4 nút bấm. Nút đầu tiên đó là nút khóa, nút mở và nút mở cốp. Nút này mình bấm giữ hai lần là mình có thể khởi động từ xa. Ví dụ như là khi mà anh đang ngồi ở trong quán ăn đi, anh muốn khởi động máy trước để nó mở điều hòa cho mát ở kho bên trong trước à. Thì anh sẽ bấm nút điều nóng từ xa này, nó sẽ chỉnh điều hòa cho mình nóng ở bên trong trước à. Thì mở cốp thì em có 4 tính năng nha. Thứ nhất là mình mở cốp tay, cốp cơ. Thứ hai là mình mở theo remote. Và thứ ba là mình mở trong ngay khoang cabin. Wow, cái mùi xe mới nó thơm quá mọi người ạ à. Trời ơi, nó thơm thì thôi luôn á. Và đặc biệt cần tính năng thứ tư của nó là khi mà anh cầm chìa khóa đó anh đứng gần khoảng 3 giây thì cốp nó sẽ tự mở. À, chức năng này rất là tiện khi mà anh đang đi mua sắm á, anh hai tay của mình đang bận mà không thể nào mở cơ được thì nó rất là thông minh. Đây là chìa khóa thông minh thì nó sẽ tự cảm nhận và nó sẽ mở cốp lên cho mình đó. Ủa vậy là chiếc xe này không có đá cái nó mở cửa được hả? Dạ cái đó là dòng mẹt anh. Dạ hiện tại thì đây là mình khóa nhớ nó có cái chế độ là gọi là chống kẹt á. À. Khi mà mình đề dịnh ở đây là nó sẽ hiểu là mình đang bị kẹt và nó sẽ không có đóng lại, nó tự nâng lên lại. Anh cảm nhận được đúng không? Và ở bên trong á, hàng ghế thứ ba rất là đơn giản nha. Mình có thể kéo thả bằng cơ, rất là đơn giản. Kéo lên được. Dạ, kéo lên đơn giản thôi. Dạ. Đó mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn á. Ở bên dưới mình á, ở phía dưới gầm mình thì sẽ có một cái ba lớp. Lớp xe để mình dự phòng. Ồ, người ta thiết kế đẹp quá, gọn gàng quá mọi người. Đây là cái rèm che hành lý cho mình. Và bên đây em có trang bị cho mình sẵn những cái vật dụng giống như là tay quay con đội để mình hỗ trợ mình khi mình đi bánh xe. Và đây là cái dây rèm buộc ở bên trong. Ở đây anh có thể để vài đôi giày nữa, rất là tiện lợi. Thiết kế gọn gàng quá. Bây giờ mình kéo thả nha. Để mình xem. À mình phải kéo chứ mình mới thả được hả? Dạ đúng rồi. À, dễ quá vậy. Và bây giờ anh có thể cảm nhận nè. Nó tiện cái ghế nó tự ngã rồi. Dạ. Ồ xe này lợi được cái đó, mình đi tỉnh mà buồn ngủ á mọi người, mình nằm lên đây mình ngủ luôn. Tính ra cái chỗ này mình nằm được 3 người luôn á. Thật sự là Santa Fe rất là rộng anh. Nó đã được cải thiện, cải tiến rộng hơn. Dài cao rộng là cộng 15, cộng 10 và cộng 5 á anh. Santa Fe năm ngoái á, anh có biết không là xuất siêu tới 11.425 chiếc. Wow. Dạ, một con số rất là khủng khiếp á anh. Rất là rộng luôn á mọi người coi nè. Trời nó rộng rãi ghê luôn á. Đó là lý do mà các gia đình thường lựa chọn Santa Fe để mà sử dụng trong khi vận chuyển á. Thì anh xem ở đây nè, bên này mình có một cái là điều hòa. Điều hòa này là điều hòa tự động cho hàng ghế thứ ba luôn, là người ngồi hàng ghế thứ ba có thể tự chỉnh cho mình được luôn. À. Rồi. Bây giờ mình đi lên đằng trước mình cảm nhận hàng ghế ngồi trước hay anh ha. Ok. Dạ. Sao mình không bấm nút cho nó tự đóng hay nó khỏe không? Đóng theo mấy kiểu xe cũ mình quen đúng không? À bây giờ mình trải nghiệm cái hàng ghế ông chủ của anh. Dạ. Anh có thể chú ý bên này nè, nó có một cái đèn laser nhỏ rồi đáng yêu. Và cái ốp lớp cửa là có bạ rơm á. Bạ rơm này thì nó làm cho xe mình nó sang trọng. Bạn này là bản tư vấn là mình thích rồi đó. Tại vì theo yêu cầu của mình á thì đi nhiều với lại chở nhiều người á thì nó sẽ cần rộng rãi, nội thất đẹp. Đó mọi người thấy không? Thiết kế cũng rất là tinh ý nè anh. Bên mình sẽ có một cái rèm trắng da. Ngồi xe xịn đã mọi người, cái da nó êm ru rồi mọi anh người. Anh cảm nhận khoảng trần và khoảng gối của mình nó rất là rộng rãi thoải mái đúng không anh? Rộng rãi thoải mái ghê luôn á. Dạ. Bên đây là có nút chỉnh cơ cho mình đó anh. À. Dạ. Okay. Đó mọi người thấy rộng rãi thoải mái chưa? Xe này mà cũng chở được nhiều người lắm luôn chứ bộ, mấy người mà bự bự con ngồi cũng rộng rãi lắm luôn á. Rồi đặc biệt còn có một thêm một cải tiến rất là mới nữa, anh nhìn ở đây nè. Xe chỉnh được ghế trước. À. Nó, mình sẽ kéo hết ra được là 90 độ luôn. Wow. À, anh thử cảm nhận đi. Là mình có thể điều chỉnh được hỗ trợ cho người ngồi trước á.
Ở bên dưới đó là em sẽ có thêm cổng sạc USB cho mình, rất là tiện lợi. Xe này lợi quá ta. Dạ. Cái gì cũng có vậy. Anh là thường là thích là đa năng. Mà cái xe này giống xe anh rồi, cái gì cũng có rồi đó, anh thích vậy đó. Thì thường anh đi tỉnh á thì đa số là xài những cái gì đa năng nhất. Dạ, em biết làm nghệ thuật mà, lúc nào cũng phải cầm điện thoại, lúc nào cũng cầm máy tính, lúc nào cũng có cái gì phải đa năng với công việc, với hỗ trợ cho công việc anh được. Ôi rộng rãi quá. Và mình ra khoang cho không gian ha. Màu rất là đẹp luôn mọi người, ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn, bóng lưỡng luôn. Cái này mà soi nặng mụn được luôn á nè trời. Đây là hàng ghế của người lái. Bây giờ mình nên cảm nhận nha. Thì hiện tại là bên em là có hai cái nút xách ghế. Nhớ vị trí ghế số 1. Dạ, và nhớ vị trí ghế số 2. Lúc mình leo lên luôn á mọi người là nó cảm nhận, nó đưa mình nhớ, đi luôn. Nó nhớ, nó sẽ nhớ lại cái vị trí ghế ngồi của anh. Dạ. Em thấy vị trí số thứ đó, dạ đúng rồi. Đây là nó chỉnh 14 hướng luôn anh. Dạ, chỉnh lên, chỉnh xuống và chỉnh cái độ nâng mông của mình. Đó mọi người, thấy không? Thường mà đi mấy cái xe kia là em phải giật tay nè, kéo kéo giống vậy nè mọi người. Cái cơ anh cũng đã cải tiến rồi. Còn bên này là còn bên này là mình chỉ cần điều khiển một cái nút nhỏ xíu xíu này. Đó, đã ghê mọi người. Đó nè, để tới đi cho hợp cái chân đạp nè. Bên đây á thì là những cái nút mà bên em á là chỉnh kính auto một chạm. Là khi mình chỉ cần bấm một nút thôi là nó sẽ tự động hạ kính. Và nè, tích hợp xoay kính luôn. Ủa? Anh đợi em chút nha, em vô bên đó rồi em sẽ cảm nhận. Rồi, đã lắm luôn mọi người. Cho mình kéo này lên xíu đi. Đó, mình thấy không? Rất là đã luôn mọi người. Em thì thích rộng rãi thôi. Cũng như anh đã thấy á, bên này á, của bên mình là có trang bị hệ thống ambient light. Đèn sáng là ambient light và hệ thống 10 loa hai bên cabin. Em sẽ mình hạn chế nổ máy ở trong showroom anh. Dạ, vì tính an toàn cho nên mình chỉ có thể là cảm nhận ghế ngồi và các chức năng cơ bản thôi. Bên đây thì ở đây là mình sẽ có một cái nút xoay á, chuyển chế độ Eco, Smart, Sport cho tới Comfort là bốn chế độ lái của mình. Dạ. Màn hình của mình là màn hình digital nha anh Hậu. Dạ. Lát nữa thì em sẽ cho anh cảm nhận được cái đèn sáng ban ngày, đèn điện ban ngày ở ngoài của mình đó là đèn sáng. Ban ngày mà nó sáng như vậy? Dạ đúng rồi, đèn của mình là đèn LED anh, cho nên nó rất là sáng, khá sáng hơn những đèn như là đi halogen. Cái này là đang em có mọi người à? Dạ. Thì anh có thể cảm nhận được đó, cái không gian nội thất ở bên trong đó, nó được họa tiết của nó màu hờ nâu, nhìn trông rất là sang trọng, bọc da nữa. Dạ. Thì anh có thấy cái bệ điều khiển không? Ủa còn cái nó này đã là thay cái đổi gì? À cái này là để tẩu thuốc anh. Ủa có nữa hả? Wow. Anh có điện thoại không? Có. Ở đây là bên em đã có cải tiến thêm nữa, đó là mình có thể sạc không dây. Ủa có luôn hả? Trời cái này lợi nè. Anh dạ đúng rồi. Dạ anh bỏ điện thoại như thế này thì nó sẽ sạc, hỗ trợ sạc giúp mình. Nó được cải thiện hơn cái con so với con phiên bản tiền nhiệm á, là nó sẽ đứng như vậy, nó sẽ cố định máy của mình khi mà di chuyển mình sẽ không có bị mất kết nối. Và cái này là một nút chạm để cho mình để chìa khóa nha. Wow. Dạ ok. Ủa mà nãy giờ anh thắc mắc á, anh lên nãy giờ mà anh kiếm cái cần gạt số để anh gạt mà không có luôn. Cần gạt số đó được thay đổi bằng hệ số nút bấm rồi anh. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đã chuyển hóa thành nút bấm ra nên rất là tiện lợi cho mình. Dạ. Thiết kế nó cũng đẹp mắt nữa. Thì bên cạnh đó thì có cái nút camera lùi nè, những camera rồi nè, nút cảm biến, tắt cảm biến nè, leo dốc, leo đồi nè, sửa ấm vô lăng, auto hold. Và bên cạnh đó còn có sửa ấm ghế và sấy ghế nữa. Dạ. Hèn chi nãy giờ mình lên nghe nhạc không? Nãy giờ anh lên đây anh cứ tìm cái cần số, mà cuối cùng là cái cần số nó chuyển nữa. Em còn có một cái bất ngờ cho anh nữa, đó chính là cửa sổ trời. Wow. Và panorama. Mọi người coi nè mọi người. Đây là một cái điểm mà gọi là khác biệt của. Wow, đã lắm luôn mọi người. Xe này mà chiều chiều mà đi biển đó là hít thở không khí trong lành lắm luôn á. Ok ha anh. Mát quá. Trời ơi, xe này sao nó đầy đủ tiện nghi quá vậy. Bên cạnh đó nếu mà mình mua bản cao cấp á, nó còn kết hợp rất là nhiều cái tính năng an toàn nữa, thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn với anh. Cái này là chưa được bản cao cấp ha. Dạ đúng rồi. Cái này là xém cao cấp thôi đúng không? Em nhưng mà em nghĩ là những tính năng đặc biệt thì cũng cơ bản là mình có thể sử dụng được rồi đó. Dạ. Ôi xe trên này xe nó sử dụng bằng nút không nhờ? Nó xài nhiều nút quá nhờ. Dạ. Cái này là hệ thống cruise control của anh, là nó giữ cho mình khi mình đi đường cao tốc á,
giữ phần tắp lái cho mình để mình đỡ mỏi phần ở chân á. À, đèn hậu bên trong này là có tích hợp la bàn. Nó chạy im ru vậy ta? Dạ. Có mọi người, thường mấy xe kia nó chạy mà nghe cái tiếng rất rất khó chịu lắm. Xe này chạy im ru rồi mọi người. Vô đúng khớp luôn nè. Và đây là hệ thống 10 loa Harman Kardon nè. Dạ. Êm quá. Hệ thống loa này rất là nổi tiếng ạ. Đó, trời. Đèn mình ra bên ngoài cảm nhận đèn ha anh. Ok. Dạ. Để anh cảm nhận cái màn hình đèn trong đây. Nó mờ quá mọi người à. Ok. Mọi người, đã lắm mọi người, ngồi xe đắt tiền nó đã lắm đi. À, chưa. Để anh mở thêm đèn nữa. À, đồng chí T là đây. Thì hiện tại là tháng 6 này em sẽ cho lấy thử. À. Dạ. Thì anh có muốn lấy thử thì em sẽ đăng ký hỗ trợ mình lấy thử. Okay. Để cảm nhận được cái máy dầu. Tại vì thực sự là dòng New Santa Fe này rất là nổi tiếng với máy dầu. Chạy máy rất là đầm và êm, tiết kiệm nhiên liệu cho mình nữa. À, vậy là tháng 6 này là bắt đầu bên mình cho chạy thử ha em. À, vậy thì tháng 6 em phải đăng ký cho anh một suất chạy thử nha. Chứ tại vì anh thấy cái nội thất của nó rất là ok rồi đó. Dạ. Thì hiện tại giá của nó cũng cạnh tranh với các đại lý là lăn bánh tại thành phố là giá khoảng 1499. À, dạ. Là 1 tỷ 4. Và lăn bánh tỉnh thì là 1484. Dạ. À, trời ơi, anh cứ tưởng là chiếc này mấy tỷ không á, đầy đủ nội thất mà ở ngoài sang trọng mà cuối cùng rẻ vậy. Anh Hậu quý em như vậy á, thì anh Hậu có thể giới thiệu thêm bạn bè đến mua. Thì em sẽ hỗ trợ thêm một số những cái cũng giống như là quà tặng phụ kiện. Dạ. Ô, xe rất là đẹp luôn á, anh cứ tưởng là giá cao lắm ai nhà là... giá nó quá rẻ. Ừ đúng rồi. Thì để có gì à, để tháng 6 anh cứ suy nghĩ nha. Thì cứ để tháng 6 đi, anh lên anh chạy thử đi rồi có gì anh sẽ làm việc với em nha. Chia sẻ với anh thì nãy giờ cũng chỉ là những cái sơ bộ thôi. Còn đi sâu hơn nữa thì có những cái tính năng an toàn rất là tuyệt vời, hỗ trợ cho mình lái trong cái đường xa cũng như là bản cao cấp thì nó sẽ tốt hơn. Thì ok, bây giờ anh em mình có thể đi ăn rồi đó. Rồi, ok, giờ hai đứa mình đi ăn đi chứ cũng đói lắm rồi.